Còn đây là ghi nhận thực tế của phóng viên bản tin trên phố Trần Cung thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Trật tự đô thị trở nên rất lộn xộn bởi sự chiếm dụng của hàng loạt hàng quán và xe rác. Người dân phải đối mặt với bất tiện do tình trạng này gây ra. Lòng đường và vỉa hè trở thành của riêng, gây khó khăn cho việc đi lại và làm xấu cảnh quan đô thị. Đáng nói là chính quyền địa phương đã vài lần ra quân giải tỏa, nhưng do thiếu kiểm tra nhắc nhở nên vi phạm lại tái diễn và ngang nhiên tồn tại suốt thời gian qua.